Thì lần đầu tiên em xin chào tới toàn thể anh em đang theo dõi video ngắn của em. Nay bên cơ sở em giới thiệu tới toàn thể anh em là mẫu lan cáp quang, lan carbon. Thì hiện tại bên cơ sở em thì đang có những cái mẫu lan 1 ly 7, 2 ly 1 và 2 ly 3. Thì bên cơ sở em đã nhuộm, đã sơn sẵn cho anh em rồi. Loại sơn thì loại sơn màu xanh lúa, màu xanh cỏ, xanh màu xanh non đây anh em. Thì một 1 kg này thì nó rất là dôi que luôn anh em. Đây, trên tay em đang cầm có loại dài 40. Bên cơ sở em có loại dài 40, dài 50 và dài 60 và 70 cũng có ạ. Thì cái lan cáp quang này nó rất là nhỏ luôn. Thì anh em sử dụng mua về thì sử dụng rất là bền. 1 kg của loại lan dài 40 này nó khoảng tầm 500 que nhé, em áng nó khoảng 500 que. Thì cái lan cáp quang này thì nó bền dẻo, anh em sử dụng mua một lần thì sử dụng rất là lâu, không sợ lo gãy này. Anh em này, bẻ đi bẻ lại cũng không gãy đây. Đấy, anh em ạ, đã sơn cho anh em màu xanh rồi, màu ngụy trang rất độ rất cao để đánh con cò nó hiệu quả. Thì cái lan 1.7 này thì nó nhỏ hơn cái tăm xe đạp mà anh em nhá. Nhỏ hơn cái tăm xe đạp một chút xíu thôi. Còn cái loại 2 ly 1 của nó thì bằng cái tăm xe đạp. Và 2 ly 3 thì nó bằng cái tăm xe máy, để cho anh em tưởng tượng ra. Để anh em nhu cầu anh em đặt loại lan nào. Thì cái số lượng của bên cơ sở nhà em rất là nhiều luôn. Đây, bên cơ sở em mình đã sơn sẵn cho anh em rồi, để cho phục vụ cho anh em. Anh em ạ. Thì đây, cái mẫu lan dài 60 đây, mẫu lan dài 60 của 21D7 anh em ạ, 1D7 đây. Thì đây em bên cơ sở em đã sơn rồi đấy, anh em xem này, rất là bền luôn nhá. Thì cắm cái độ ngụy trang của cái lan dài 60 này thì này đấy, rất nhỏ luôn, 1.7 lan 1.7 rất nhỏ, mà khi con cò xuống nó dạng anh em ạ. Đấy, sắp đến vụ tháng 8 rồi nên em quảng cáo giới thiệu cho anh em, để anh em tham khảo cái mẫu lan cáp quang. Để anh em nào có nhu cầu mà chơi cái mẫu lan này thì liên hệ bên cơ sở nhà em. Hình thức bán hàng bên cơ sở nhà em thì là ship hàng CD toàn quốc, đồng kiểm tra hàng, ship thanh toán, ship tận nơi tận nhà, anh em không phải cọc một đồng nào hết. Anh em cứ kiểm tra hàng đúng sản phẩm trên video quảng cáo thì anh em nhận, mà không đúng trên video quảng cáo anh em cứ trả lại cho em. Như vậy cho anh em thoải mái. Anh em đặt hàng là cứ cho em địa chỉ cụ thể đây, tên này, thôn này, rồi hay là ấp, rồi xã, rồi đến huyện, tỉnh là em ship được cho anh em luôn. Anh em ạ, đấy cái mẫu lan thì như vậy, thì nó có giá thành rẻ thôi. Đây mẫu lan tre này, đây mẫu lan tre bên cơ sở em thì có hai loại mẫu lan tre, mẫu nó dài 50, dài 60. Đây trên tay em đang cầm một loại dài 60 này. 1 kg của loại lan dài 60 thì nó được khoảng độ 230 que anh em ạ. Thì cái lan tre này thì vót máy công nghiệp tròn đều, nó không có đầu to đầu nhỏ gì hết anh em ạ. Đấy, rất là tròn đều luôn. Thì bên cơ sở em thì đã lựa chọn cho anh em là toàn cật, toàn những cây cật thôi. Đấy, phơi đây anh em này. Cái mà những cái bọng thì bên cơ sở nhà em bỏ hết ra, đã chọn lựa chọn bọng gọi là cật cho anh em, để anh em chơi để que cái lan này nó cứng, cáp nó đỡ bị gãy anh em ạ. Thì bên cơ sở nhà em thì bán hình thức thì rẻ thôi anh em ạ. 1.000 lan tre, 1.000 lan tre như thế này, lan tre dài 50 với giá thành là 350.000, đã bao gồm phí vận chuyển, ship tận nơi tận nhà, đồng kiểm tra hàng trước khi thanh toán anh em ạ. Anh em nhé, loại lan tre dài 50 vót máy công nghiệp tròn đều này. Đấy, anh em này. Đó. Tròn đều luôn nhé. Anh em này. Nói chung là chơi lan tre này thì cái độ nó giống cái cây gốc dạ, rất là độ ngụy trang cao, nó giống cái màu quả khô, giống như cái gốc dạ nó đang kiểu như là cháy ấy, anh em ạ. Tránh lắng đây, nó cũng thế đây, màu như như vậy anh em ạ. Thì nó độ ngụy trang cao,
Thì bên cơ sở nhà em ngày trước thì bán cái lan cáp quang mà nó màu trắng, thì bây giờ bên nhà em thì toàn màu xanh hết nha anh em nhé. Thì anh em mà đặt hàng xem video màu lan cáp quang màu trắng thì em vẫn ship cho anh em là lan cáp quang màu xanh, lan carbon màu xanh để cho anh em chơi anh em ạ. Rất là nhiều luôn. Bên cơ sở em thì hình thức là bán hàng ship toàn quốc anh em ạ. Độ ngụy trang của lan này thì cao, giá thành lại hợp lý. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với cơ sở nhà em nhé. Chào toàn thể anh em.